Thưa quý vị và các bạn, chiều nay dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị lần thứ 19 khóa 17, nhiệm kỳ 2020-2025 để thảo luận và thông qua kết luận về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025. Tham dự hội nghị có đồng chí Hà Sĩ Đông, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh và lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố. Dự hội nghị có đại diện cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, khu vực miền Trung Tây Nguyên tại Đà Nẵng. Tại hội nghị, đồng chí Phan Văn Phùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định số 1458 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Hà Sĩ Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, đồng chí Hà Sĩ Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh được giao quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021-2026. Thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Lê Quang Tùng đã trao quyết định giao quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021-2026 cho đồng chí Hà Sĩ Đông. Đồng chí Nguyễn Đăng Quang và đồng chí Hoàng Nam tặng hoa chúc mừng đồng chí Hà Sĩ Đông được Thủ tướng Chính phủ giao trọng trách mới. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Quang Tùng nhấn mạnh, trong năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh với tinh thần tăng tốc phát triển, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, thực tiễn địa phương, tranh thủ tối đa các nguồn lực, thống nhất ý chí và hành động, tạo niềm tin của nhân dân và doanh nghiệp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, đạt được những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2024. Trong đó, đã tranh thủ được sự hỗ trợ, giúp đỡ rất lớn từ các ban, bộ, ngành trung ương, tập trung thúc đẩy tiến độ triển khai của các dự án trọng điểm của tỉnh. Đặc biệt, vào tháng 10 năm 2024, tỉnh Quảng Trị vinh dự đón và làm việc với đoàn công tác của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Hầu hết các kiến nghị, đề xuất của tỉnh đã được đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chính phủ và các bộ ngành trung ương ủng hộ cao, tạo cho tỉnh nhiều cơ chế đặc biệt để chúng ta tiếp tục phát huy, khai thác những tiềm năng, lợi thế, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Thời gian qua, tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh gắn với thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 đã đề ra. Chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch có liên quan, đồng thời tập trung xây dựng quy hoạch vùng huyện, quan tâm phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa xã hội, đảm bảo an sinh phúc lợi xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là vùng sâu vùng xa, vùng biên giới. Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội được chú trọng. Tuy đã đạt được một số kết quả tích cực, nhìn lại bức tranh tổng thể đối chiếu với các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và cả nhiệm kỳ thì vẫn còn nhiều hạn chế. Trong đó, so với mục tiêu, chỉ tiêu giai đoạn 2021-2025, có nhiều chỉ tiêu khó khăn, thách thức và khó đạt. Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP bình quân giai đoạn 2021-2025 ước đạt 6,58%, trong khi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 đề ra là 7,5-8%. Mục tiêu xây dựng Quảng Trị thành trung tâm năng lượng khó thực hiện được, vì hiện nay tổng công suất nguồn điện mới đạt trên 1.100 MW, mà chỉ tiêu đến năm 2025 đề ra là 3.000 MW. Khu vực nông nghiệp đạt kế hoạch nhưng thiếu bền vững, chưa hình thành nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, lâm nghiệp giá trị cao trên đơn vị diện tích canh tác. Khu vực dịch vụ chưa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đầu tư công chưa thực sự dẫn dắt đầu tư, tốc độ giải ngân đạt thấp. Một số công trình đầu tư công trọng điểm của giai đoạn 2021-2025 khó hoàn thành. Các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, chỉ số cải cách hành chính PA Index, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI qua các năm chưa đạt chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Từ những hạn chế trên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu thảo luận, làm rõ thực trạng, nguyên nhân, từ đó đề xuất các giải pháp,
nhiệm vụ cụ thể năm 2025 và các năm tiếp theo trên cơ sở 10 nhóm nhiệm vụ giải pháp mà Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề xuất và dự thảo kết luận của Ban Thường vụ tỉnh ủy trình Ban Chấp hành. Tại hội nghị, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Sĩ Đông trình bày dự thảo kết luận về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025. Theo đó, năm 2024, nền kinh tế của tỉnh tiếp tục đà phục hồi tăng trưởng. Có 5 trên 9 chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu đạt và vượt kế hoạch, có 2 trên 9 chỉ tiêu tiềm cận với kế hoạch đề ra. Tổng thu ngân sách trên địa bàn là 4.150 tỷ đồng, đạt 106% dự toán địa phương, đạt 107% dự toán trung ương, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2023. Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện và đạt kết quả rõ nét. Đã tổ chức thành công các ngày lễ kỷ niệm lớn, đặc biệt lễ hội Vì Hòa Bình lần đầu tiên tổ chức thành công tốt đẹp. Công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát đạt kết quả tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm 1,11%. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư được các cấp các ngành quan tâm thực hiện. Kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ được chú trọng. Tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả ngày càng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Các chỉ số PA Index, CPAT, PAPI, PCI của tỉnh cơ bản được củng cố, duy trì. Tỉnh cũng đã đề ra 10 nhóm giải pháp và nhiệm vụ chủ yếu để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025. Trong đó, tập trung rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại thông báo số 101 ngày 28 tháng 10 năm 2024 của Văn phòng Trung ương Đảng về kết quả chuyến thăm và làm việc của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, văn bản số 8386 ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý kiến nghị của tỉnh ủy Quảng Trị tại buổi làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, và kế hoạch của Ban Thường vụ tỉnh ủy về triển khai thực hiện thông báo kết luận số 101 của Văn phòng Trung ương Đảng. Thực hiện có hiệu quả kết luận số 93 ngày 26 tháng 8 năm 2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới cơ chế phân cấp quản lý, phân bổ ngân sách nhà nước để đảm bảo vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương và chủ động của ngân sách địa phương, các cơ quan, đơn vị có liên quan. Huy động và bố trí hợp lý các nguồn lực, có các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, tháo gỡ, giải quyết kịp thời mọi điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2025. Tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Triển khai các chương trình, đề án cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển doanh nghiệp và các giải pháp khác. Phát biểu tham gia ý kiến tại hội nghị, các đại biểu cơ bản tán thành nội dung báo cáo dự thảo kết luận về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2024, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2025 do Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh trình. Một số ý kiến cho rằng, mặc dù có một số chỉ tiêu chưa đạt do nhiều nguyên nhân khách quan như thiên tai, dịch bệnh, giá cả vật liệu biến động, nhưng các chỉ tiêu đạt được đó là sự nỗ lực, phấn đấu cao của cả cấp các ngành trong suốt thời gian qua. Các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trong năm 2024 được xây dựng một cách cụ thể, khoa học. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, cụ thể nên 5 trên 9 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Công tác an sinh xã hội đảm bảo, quốc phòng an ninh được giữ vững. Thưa quý vị và các bạn, sau khi nghe các ý kiến tham gia vào dự thảo kết luận về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025, đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu cả cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị địa phương cần nỗ lực quyết tâm cao nhất để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội 17 Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Sau đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu quan trọng của đồng chí Lê Quang Tùng tại hội nghị lần này. Kính thưa hội nghị, sau một buổi làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm, hội nghị lần thứ 19 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 17 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Hội nghị đã tập trung thảo luận thẳng thắn, thống nhất một số nội dung về đánh giá tình hình năm 2024 cũng như định hướng cho năm 2025 về kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh.
thì Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng đã thống nhất nhận định là đối với kết quả của năm 2024, năm tăng tốc, thì việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 trong bối cảnh là tình hình thế giới khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, nền kinh tế đất nước và tỉnh nhà đang chịu những áp lực lớn từ những yếu tố bất lợi từ bên ngoài, những khó khăn, hạn chế, những bất cập cần phải khắc phục. Đảng bộ đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, đổi mới, sáng tạo với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, sự quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ của Trung ương, chúng ta đã hoàn thành 5 trên 9 chỉ tiêu. Nhìn tổng thể chung với so sánh với cả nước, thì tỉnh chúng ta tuy là khó khăn, nhưng mà chúng ta vẫn thấy là chúng ta cũng phải nằm trong những cái top gọi là khá của cả nước về tốc độ tăng trưởng. Những thành công bước đầu thì cũng đã tạo niềm tin cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Chứ cũng phải nói là rất nhiều nỗ lực của cả hệ thống chúng ta để các nhà đầu tư cũng bỏ tiền mà để đầu tư cảng biển, sân bay. Chúng ta có điều kiện, chúng ta có nỗ lực cố gắng để chúng ta thực hiện. Trong cái việc làm của chúng ta thì đâu đó vẫn còn rất nhiều điểm sáng để chúng ta tiếp tục phấn đấu tốt hơn trong thời gian tới. Các lĩnh vực văn hóa xã hội, các cái việc tổ chức các sự kiện lớn, lễ hội hòa bình, quốc phòng, an ninh, đối ngoại chúng ta đều làm tốt. Mỗi cái tăng trưởng của chúng ta là đang hơi chậm. Cải cách hành chính là chúng ta là chưa tốt. Những cái này phải phấn đấu thôi. Năm 2024 các đồng chí đạt được như này là đã nỗ lực một rồi. Bây giờ muốn đạt được như năm 2024 phải gấp đôi thời gian, gấp đôi nỗ lực thì mới làm được. Chưa nói rằng là lại mình muốn đạt cao hơn là áp lực rất lớn đối với các đồng chí trong năm 2025. Các đồng chí đặt mục tiêu cố gắng làm, tôi cho rằng là một năm phải rất phấn đấu, ngày đêm không có ngày nghỉ đấy, không có ngày nghỉ, không có buông lơi được chút nào đối với công việc lãnh đạo chỉ đạo, cả công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị cho đến là phát triển kinh tế xã hội. Với mục tiêu xuyên suốt của năm 2025 thì phấn đấu cơ bản là chúng ta về đích các cái chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Tôi đề nghị các đồng chí chúng ta phát huy những kết quả đạt được, nhưng mà thẳng thắn nhìn nhận các tồn tại, hạn chế, yếu kém của các địa phương, rút kinh nghiệm để tổ chức thực hiện đảm bảo cái chất lượng, hiệu quả các cái chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Trong đó thì tập trung một số các cái nội dung như sau đây. Thứ nhất là tập trung rà soát các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 và nghị quyết của Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra. Nhất là chúng ta xem lại các cái chỉ tiêu mà khó đạt được. Chứ còn có những cái chúng ta làm thì báo cáo các đồng chí là phấn đấu mãi cũng không được vì lý do, nhiều lý do khách quan. Nhưng có những cái mà đáng nhẽ chúng ta làm được nhưng chúng ta lại không cố gắng, không phấn đấu. Thế này là cái mà chúng ta gọi là dư địa, chúng ta vẫn còn dư địa tăng trưởng là thế. Thế báo cáo các đồng chí như vậy. Tôi đề nghị các đồng chí tập trung rà soát như vậy. Và với quyết tâm chính trị cao nhất, gắn với các hành động quyết liệt để triển khai thực hiện, để đạt cái kết quả của mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025. Thứ hai đó là tập trung mọi nỗ lực, phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành trung ương để triển khai có hiệu quả kết luận của đồng chí Tổng Bí Thư tại buổi làm việc với tỉnh, nhất là việc bám sát các cái đầu việc đã được xác định. Chính phủ ban hành ngay một cái phân công nhiệm vụ giao cho các bộ ngành, các đồng chí Phó Thủ tướng trực tiếp đối với các kiến nghị đề xuất của quản trị mà đưa vào trong kết luận thông báo của đồng chí Tổng Bí Thư Chủ tịch nước. Thì chúng ta cũng phải hành động như vậy. Thứ ba đây báo cáo của đồng chí đấy là triển khai đồng bộ quyết liệt các cái nghị quyết, các cái đề án chính sách của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân đã ban hành cho cả nhiệm kỳ. Lần này chúng ta giả lại đi, chúng ta ban hành các cái nghị quyết như thế nào, rồi là nguồn lực thực hiện để thực hiện các nghị quyết ra sao. Thì báo cáo của đồng chí đề nghị các đồng chí là chúng ta xem là cái hiệu quả rồi của các cái đề án, các chính sách hỗ trợ, nhất là đối với các cái ngành mà ảnh hưởng đến người dân như nông nghiệp, rồi lâm nghiệp, dịch vụ du lịch. Rồi vấn đề nữa đấy là cải cách hành chính. Phấn đấu là năm 2025 là phấn đấu là xuống 40, 10 bậc, 15 bậc. Nhất là làm thế nào để doanh nghiệp người ta thích đến với Quảng Trị. Làm thế nào mà đúng như lời của đồng chí Tổng Bí Thư, nếu tôi là nhà đầu tư
tôi sẽ đến đầu tư ở Quảng Trị. Nhưng mà đồng chí cũng nói, đồng chí Tổng Bí thư nói thẳng luôn là cải cách hành chính thì chỉ số cạnh tranh thấp, là cần phải thay đổi. Thì báo cáo không phải là chúng ta tốt đẹp, tức là về những tiềm năng lợi thế chúng ta có, những cả hệ thống chính trị chúng ta phải thay đổi, hệ thống công quyền của chúng ta là cải cách hành chính là phải thay đổi. Bây giờ quan trọng nhất là gì? Bây giờ các đồng chí phải làm được cái cải cách của các sở ngành, năng lực cạnh tranh của các sở ngành. Chúng ta nếu chúng ta không làm được cái này thì tôi cho rằng là cái mà chúng ta mong muốn là xuống top 30 là sẽ khó khăn. Làm sao đến năm 2025 này là chúng ta phải tất cả các sở ngành đều phải có cái đánh giá cái bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, cấp sở. Rồi bắt đầu các đồng chí so sánh, các đồng chí đánh giá là từng sở ngành ở đâu, chậm ở chỗ nào, điểm gì yếu, đúng không ạ? Nếu không bây giờ cứ chung một bức tranh chung là không phải em đâu, ông bên cạnh đấy. Cùng là nào cũng thấy PCR của ông Quảng Trị cứ 59, 60. Bây giờ tất cả các sở ngành đều phải làm cái năng lực cạnh tranh. Đề nghị các ông chí là làm cái này. Từ đầu nhiệm kỳ đến giờ chúng ta làm cũng chỉ lõm bõm một số đơn vị làm thôi, nhưng chưa đồng bộ, chưa tạo ra cái cạnh tranh, đánh giá cạnh tranh giữa các huyện. Những đề nghị các đồng chí quan tâm. Điểm thứ tư báo cáo các đồng chí đấy là phát triển hài hòa giữa kinh tế, đấy các đồng chí nói đây, văn hóa, rồi thực hiện tiến bộ công bằng xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần, chăm lo sức khỏe cho nhân dân, rồi là liên quan đến cái đổi mới căn bản cái giáo dục toàn diện giáo dục đào tạo, cái này cũng đề nghị các đồng chí quan tâm. Rồi về nhiệm vụ phát triển hệ thống y tế, chăm lo sức khỏe cho nhân dân, thực hiện tốt cái chính sách người có công với cách mạng, triển khai có hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia và thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, tập trung cải thiện đời sống văn hóa đồng bào thiểu số, người dân vùng biên giới, hải đảo. Và thứ cuối cùng ở đây thì báo cáo các đồng chí đấy là nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, siết chặt kỷ luật kỷ cương, đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với trách nhiệm người đứng đầu, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả. Báo cáo các đồng chí là đối với chính quyền thì chúng ta cũng phải mạnh dạn dùng cái gọi là KPI đối với cả các cái hệ thống chính quyền của chúng ta. Tức là cuối cùng làm cái gì cũng phải có sản phẩm, có thời gian, có người làm, người chịu trách nhiệm. Thì báo cáo đồng chí, chứ còn nếu mà cứ tất cả cứ chung chung thôi thì cuối cùng là chúng ta không biết ông nào làm, ông nào không làm. Nhưng báo cáo đồng chí như vậy. Thì cái này tôi đề nghị là chúng ta, nhất là khối chính quyền, các đồng chí tập trung rà soát lại như thế này. Các khối mặt trận, các đoàn thể, các đồng chí theo dõi, giám sát cái việc thực hiện. Có gì phát hiện, có gì gọi là chúng ta giúp đỡ các cái khối chính quyền làm tốt hơn, hoàn thành tốt hơn các cái nhiệm vụ này. Rồi đẩy mạnh phong trào phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, cũng như là làm tốt các nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Những nhiệm vụ này nhiệm vụ thường xuyên, báo cáo các đồng chí, thường xuyên xuyên suốt tất cả chúng ta đều làm. Rồi là chuẩn bị các cái nội dung liên quan đến chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp. Kính thưa các đồng chí, thưa toàn thể hội nghị, các chỉ tiêu, các quyết tâm đặt ra trong năm 2025 rất cao, rất thách thức. Do vậy, chúng ta cần phải có cách tiếp cận với tinh thần của đồng chí Tổng Bí thư đã nói là cần có những nỗ lực phi thường để đạt được các cái mục tiêu chúng ta đặt ra. Nếu mà bình thường như này thì năm 2025 phải nỗ lực hơn rất nhiều. Nhiều nhiệm vụ, nhiều phát sinh nhiệm vụ mới để thực hiện, để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2025, năm cuối nhiệm kỳ, gắn với khẩn trương chuẩn bị các điều kiện và tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và đảng bộ tỉnh lần thứ 18, nhiệm kỳ 25-30. Đề nghị các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh, các đồng chí lãnh đạo, thủ trưởng đơn vị, cơ quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, cụ thể hóa, bám sát tình hình thực tiễn của thuộc cơ quan tổ chức mình, thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất, với tinh thần phối hợp tốt nhất giữa các cấp, các ngành trong việc thực hiện các nhiệm vụ vì lợi ích chung của tỉnh, cùng với toàn đảng bộ,
nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị tỉnh ủy lần thứ 19. Một lần nữa, xin kính chúc các đồng chí đại diện các vụ địa phương, các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh và toàn thể các đồng chí gửi tới các đồng chí cùng gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí.